chào các bạn. Lâu rồi mình không đăng video trên kênh Love Vlog. Nên hôm nay mình có mua hai sản phẩm về để review. Và nói chung là có video để đăng trên kênh Love Vlog cho các bạn xem nha. Hôm nay là mình review là hai cái sạc không dây nha các bạn. Đây, cái hộp châu Á này chính là sạc nhanh không dây. Tiếng Việt Nam đọc gọi là Angewin các bạn, còn tiếng Việt là Angewin. Nói chung là mình không có giỏi tiếng Anh nên mình đọc sơ sơ như vậy nha. Giá là 424.000. Rồi, cái hộp nhỏ xíu bên đây. Sạc không dây siêu mỏng. Cánh siêu mỏng, có đèn cực đẹp. Sạc nhanh. Này mua hai cái bạn. Giá là 300.000, tức là khoảng 150-150.000 một cái nha. Cái này là mình đã khui ra chết hàng rồi nha bạn, nên sẽ không có cái công đoạn khui hộp nha. Rồi, tiếp theo là cái này mình cũng khui ra luôn rồi. Và mình lỡ tay mình xé rách nó luôn các bạn. Nên mình sẽ lấy ra luôn cho lẹ nha. Cái này thì có xốp đi kèm. Đây, mình sẽ review cái sạc này trước nha. Chúng ta sẽ có một cái cáp sạc. Nó không cho mình củ sạc nha các bạn, chỉ cho cáp như vậy thôi. Sau đó mình sẽ cắm cái dây cáp này vào trong cái củ sạc điện thoại. Đó. Rồi, cái đầu bên đây mình sẽ cắm vào trong cái đế sạc. Đế sạc không dây. Đây, cắm vào thì nó lên đèn như vậy nha các bạn. Ở đây là mình có hai con điện thoại, một cái là iPhone X, một cái là iPhone 7 nha. Cái iPhone 7 này là nó sẽ không có hỗ trợ sạc không dây nên sẽ không sử dụng được nha. Mình sẽ để thử cho bạn xem. Đây. What the hell? Phải. Để lên nó vẫn lên đèn nhưng thực sự là không có lên điện, không có lên điện nha bạn. Đây, các bạn thấy ở đây đâu có ký hiệu lên sạc pin đâu. Vậy tức là cái đồ sạc pin này nó rất là ngáo nha. Bỏ gì lên nó cũng sẽ cánh hết các bạn. Đó. Mình ốp cái mặt trước, nó mặt kính hay là cái mặt sau gì đó cũng đều sẽ cánh hết các bạn. Nhưng mà cái iPhone 7 này là của mình, nó không có tích hợp sạc không dây. Nên dù nó có sạc cánh ra thì nó vẫn có không cái biểu tượng, nó vẫn không có lên đèn, không có lên điện nha. Như đây mấy bạn thấy cục pin đây không? Nó không có hề có cái biểu tượng sạc pin, tức là không có sạc được nha. Rồi, tiếp theo là con iPhone X. iPhone X thì có hỗ trợ sạc không dây nên mình có thể sử dụng được nha các bạn. Đây, bạn thấy như đã sạc không? Sao nó không sạc cánh ta? Nói chung là cái đồ sạc này là 400 mấy chục ngàn, mà mình thấy là nó hơi ngáo ngáo chút các bạn ơi. Và tôi để luôn vậy hả? Bật lại, chạy ra, rồi bỏ con này lên. Rồi nó sẽ xè cái cánh này ra. Hình như là vài giây hay là vài chục giây gì đó thì nó sẽ xếp cánh lại các bạn. Không có xè vĩnh viễn nha. Đó, nó xè vậy á. Nó xè cho vui chút nữa thì nó cũng xếp lại các bạn. Chứ nó không có xè chừng nào mà mình lấy điện thoại ra nó mới xếp lại. Còn này nó sau mấy chục giây thì nó tắt đèn, với lại xếp cánh vô. Nói chung là mình thấy nó lạ lạ các bạn, nên mình mua về review thử. Kết quả thật sự là mình không có ưng ý cái này tí nào luôn các bạn. Cái này mình nghĩ là để dành làm một cái kệ để dành chúng ta coi phim rồi rất là ok nha. Đó, vừa sạc pin vừa để dành coi phim như vậy nè. Bật coi YouTube lên hay là coi phim gì đó. Sau đó nó một giống như là một cái đồ kê điện thoại các bạn. Kê iPad đồ mà thấy là rất là ok nha. Đây, như đây mình kê iPad. Wow. Rất là ổn áp luôn các bạn ơi. Ok. Mình sẽ gạt nó qua một bên và tiếp tục với lại sản phẩm thứ hai. Cái này mình thấy nó rẻ các bạn, có 150 cái nên mình mua hai cái luôn. Mình sẽ lấy nó ra. À, mình thấy nó giống cái phiên bản của cái đế sạc ba hực loại bự đó bạn. Đây,
nó giống như là cha với lại con các bạn. Cái này là mình đã từng có clip review rồi, một cái đế sạc ma thuật loại khổng lồ. Còn cái này là loại nhỏ xíu nha, mình sẽ khui cái loại nhỏ xíu ra cho các bạn xem. Chúng ta sẽ có hai cái đế, một cái là màu tím tím, một cái là màu đen nha. Cũng có hai dây cắp sạc luôn, không có củ sạc nha. Cắm cái đầu nhỏ vào đây đó, rồi đầu lớn này mình sẽ cắm vào đầu củ sạc. Vừa cắm vào thì nó hiện pin lên như vậy, hiện đèn lên như vậy nha các bạn. Tuy là một cái màu tím, một cái màu đen, nhưng mà hai cái thì lên màu thì vẫn như nhau các bạn. Nó cứ cháy xuyên suốt như vậy nè, dù chúng ta không bỏ điện thoại lên nó vẫn cháy như vậy, khá là buồn luôn á. Mình sẽ bỏ con iPhone X lên thử nha. Đây, để chữ đã sạc, tức là nó đang sạc pin nha. Rồi mình sẽ bỏ con 7 lên thử coi nó có sạc không. Trời ơi, nó ngáo đá các bạn ơi, nó vẫn cháy đèn nè. Dù không có sạc pin cho con iPhone 7 được, nó vẫn cháy đèn nha. Đây, không có sạc pin gì hết nha. Nói chung là nó quá là nhỏ các bạn. Kết quả là không có thấy cái vòng tròn ma thuật gì của nó hết, không có ngầu tí nào hết nha. Và nó cứ cháy đèn như vậy nè, dù chúng ta lấy điện thoại ra nó vẫn cháy đèn như vậy. Đây mình sẽ lấy cái hộp chà bá này ra cho bạn xem nha. Đây, đây cái này nó có nhạc rất là đã luôn nha. Thì chúng ta bỏ điện thoại lên, đúng là tiền nào của đó các bạn, cảm ứng luôn rất là đã nha. Đây mình sẽ thử bỏ con 7 lên nó coi như thế nào nha. Không cháy đèn các bạn thấy không, không cháy đèn, tại vì đâu sạc được cho con 7 đâu mà cháy đèn làm cái gì. Nói chung rất là hay luôn, sử dụng ốp lưng vẫn sạc được nha. Quá dữ luôn các bạn. Nó xa cái miếng nhà ngầu. Rất là đẹp luôn các bạn. Còn cái miếng nhỏ xíu bên đây thì mình sẽ bật thử cho bạn xem nha. Đây nó nhỏ xíu như vậy thôi, thì chúng ta bỏ cái điện thoại lên thì sẽ không còn thấy gì hết. Nói chung là giống như là lấy một con trâu để đè lên một cái gì đó nhỏ xíu như vậy, không thấy cái nhà đâu hết luôn. Mình sẽ tắt đèn và test cái con cánh thiên thần này thử nha. Con đèn tắt đèn nó có đẹp hay không. Wow, wow, đẹp không? Nói chung là nó cũng rất là đẹp, nhưng mà rất tiếc là nó vẫn rất là ngáo nha. Mình bỏ con iPhone 7 lên nó vẫn sạc cánh ga nha. Nói chung là cái sạc 150k này thì tiền nào của đó nha các bạn. 150k thì chúng ta sẽ được một cái rất là nhỏ, nhỏ hơn cái điện thoại luôn các bạn ơi. Đây ép với cái điện thoại vô là không còn thấy gì luôn nha. Còn cái này là mình đã từng review rồi, rất là bự, rất là đẹp luôn, tiền nào của đó các bạn. Đây nó nhỏ xíu rồi, nó bằng có cái giọng của người ta các bạn. Còn cái đèn mà cánh thiên thần này thì mình thấy là nó cũng nói chung là rất cũng đẹp, có thể làm cái đồ kê điện thoại được nè. Chỉ có điều là nó không phân biệt được là điện thoại nào sạc được hay không sạc được thôi nha.
nhưng mà nó cũng rất là giống cái đèn ngủ mà, nói chung là cũng được, giá 400 mấy 500k. Vậy mình cứ ra đây, nói chung là bây giờ hôm nay là mình review hai cái sản phẩm, đó chính là cái đốc sạc ba hợp loại bé tí với lại cánh thiên thang. Kết quả là tiền nào của đó chứ bạn, bỏ tiền số tiền nhiều ra mua con bự chà bá như vậy thì rất là ngầu lòi luôn. Còn 150k thì được con bé tí như vậy nha. Bạn đã thích video này hãy nhấn like, chia sẻ cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm nhiều clip khác. Tạm biệt các bạn. Link mua mấy sản phẩm này mình đặt trong phần mô tả video nha. Hàng này là của Shopee.